Hello xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Sodu Channel Tìm từ đi ngắn nhất giữa hai điểm là một trong những bài toán AI phổ biến nhất cũng như là hữu dụng nhất trong cuộc sống và trong game Tuy nhiên rồi Và trong cuộc sống nếu muốn tìm đến quán phở gần nhất thì đã có Google Maps lo Trong game thì sao? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em làm sao để chúng ta có thể di chuyển nhân vật từ một cái điểm bất kỳ tới một cái địa điểm nào đó trên bản đồ mà chúng ta mong muốn tránh các chứa ngoại vật và OK, nhân vật sẽ đi đường đi ngắn nhất anh em nha Và cùng bắt đầu nào. OK, thì trong phần này tôi sẽ giới thiệu với anh em cách để chúng ta có thể thêm AI cho đối thủ và giúp cho nó có thể tìm được đường đi tới cái thằng nhân vật của chúng ta anh em nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ có một cái thằng nhân vật là thằng player ở đây và trong phần này chúng ta sẽ làm việc nhiều nhất trên cái thằng enemy là thằng quái của chúng ta. Và chúng ta đơn giản thì cái enemy này sẽ có một cái circle collider và tôi đã xếp sẵn trong đó là một cái circle collider nó sẽ bao quanh con quái của, con AI của chúng ta. Cái thứ hai là nó cũng sẽ có một cái surprise renderer đơn giản là để có thể vẽ hình cho nó và một cái animator để tạo dựng các animation ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần để thêm AI tìm đường cho con quái đối thủ của chúng ta. Và đầu tiên thì tôi muốn giới thiệu với anh em một cái package rất là phổ biến về tìm đường đi ngắn nhất được gọi là A-Star Và mọi người hãy search đó là Unity A-Star Pathfinding à, Tôi cũng sẽ để cái link truy cập ở dưới phần mô tả và vào trang chủ là aronrandbird.com Sau khi vào đây thì để cài đặt thì anh em chỉ cần vào phần download download free version và tôi đã download sẵn ở đây cho anh em À thì sau khi mọi người đã download rồi thì nó sẽ xuất hiện một cái file đó là Unity package như thế này. Và chúng ta sẽ ấn chuột trái để cài đặt. Và nó sẽ hiện lên cho mọi người một cái bảng là hầu hết là những cái script mà nó dùng để tìm đường đi cho chúng ta. Thì đơn giản thì mọi người cứ import hết là được. và đương nhiên rồi, với bất kỳ thuật toán tìm đường nào thì anh em cũng đều phải định nghĩa trước là cái bản đồ của nó sẽ trông như thế nào. Và tôi sẽ tạo thêm một cái game object mới và tôi sẽ đặt tên nó là A star. Thì đây sẽ là cái object trọng tâm của chúng ta. Nó sẽ quản lý cái việc đó là bản đồ của chúng ta nó sẽ trông như thế nào và định nghĩa cái nào là vật cản. Anh em search AI pathfinding. À không, nhầm rồi. À, anh em search Pathfinder nha Thì nó sẽ thêm cho chúng ta một cái component là Pathfinder Đầu tiên thì tôi sẽ tạo một cái grid wrap đơn giản dễ dàng cho những người mới sử dụng Sau khi tạo một cái grid wrap Thì nó sẽ ra cho anh em một cái hình như thế này Ban đầu thì nó không có gì hết Và chúng ta à, sử dụng trong game 2D Nên là anh em tích vào cái 2D ở đây và sau đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái width à, cái độ dài cũng như là cái độ cái chiều cao để cho nó có thể vừa với lại cái bản đồ mà anh em sử dụng tôi sẽ chỉnh cho nó vừa với camera trước đã này nhé à, đó là 30 30 à, hình như hơi to rồi thì 20 thôi anh em cũng có thể điều chỉnh cho cái trung tâm của bản đồ có nghĩa là cái offset của nó bằng việc là anh em điều chỉnh cái center ở đây tôi sẽ chỉnh nó là không không đi ok rất là tốt và vì sử dụng trong game 2 d nên là anh em cũng sẽ tiếp giúp tôi đó là cái Use 2 d physics ở đây anh em nhé và cái này đơn giản là nó sẽ kiểm tra những cái collider và các thành phần liên quan về vật lý cho anh em Ví dụ như là ở đây tôi muốn định nghĩa những cái cục đá này là những cái obstacle, những cái vật cản ha thì đầu tiên anh em muốn làm như vậy thì trước mắt thì tôi sẽ vào cái cục đá mà tôi đã tạo trước đó và định nghĩa lại cái layer à, sau khi đã thêm collider cho nó thì anh em có thể tạo thêm một cái layer mới ở đây nếu như anh em không có cái obstacle này thì anh em có thể thêm layer mới và thêm một cái là tên là obstacle à, nhưng mà tôi có rồi nên là tôi sẽ xóa nó đi rồi và sau khi đã tạo cái layer cho nó thì anh em đổi các thay map liên quan uh, tới cục đá này của những cái vật mà anh em muốn là nó vật cản thành obstacle ha ok thì sau đó anh em đã định nghĩa xong cái cục đá này là vật cản rồi thì khi mà vào cái uh, game object star của chúng ta anh em qua phần collision collision testing nhé vào chỗ obstacle layer mask thì mặc định nó là nothing có nghĩa là nó không có gì hết thì anh em hãy thêm cho nó một cái mà chúng ta vừa tạo đó là obstacle. Và anh em scan lại cái bản đồ. Đó, anh em có thể thấy là cái map của chúng ta đã được định nghĩa rằng những cục đá này nó sẽ là vật cản. Và vùng màu xanh sẽ là những cái vùng mà chúng ta có thể di chuyển được ha. Ok, rất là tốt. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái component để con quái của chúng ta, con AI nó có thể tự động di chuyển theo nhân vật này đây nhé. Đầu tiên thì anh em thêm giúp tôi một cái component đó là AI path. Khi mà anh em thêm AI path thì nó cũng sẽ tự động thêm cho anh em một cái đó là sticker ở đây. Thì sticker này đơn giản là nó sẽ quản lý cái việc là tìm đường đi cho anh em cũng như là vẽ cái đường đi đó này nhé. Và đối với AI Path thì anh em có thể để mặc định như thế này Hầu hết để mặc định, à, mặc định là ổn Và tôi cũng sẽ giới thiệu với anh em những cái phần chính trong component này của chúng ta Đầu tiên thì anh em để ý giúp tôi Đó là chúng ta có một cái ô đó là Orientation Thì hiện tại nó đang là Z-Access uh, Forward cho game 3D Thì anh em uh, chúng ta sử dụng game 2D Nên là anh em chọn lại giúp tôi là 2D Game cho dễ đặt anh em nhé và sau khi thay đổi như vậy thì à, anh em có thể thấy đó là nó sẽ tạo cho chúng ta một cái vòng tròn xung quanh cái thằng AI như thế này và đây chính là cái shape và nó sẽ hoạt động giống như là cái collider à, của con quái nhưng mà nó sẽ hoạt động trong cái bản đồ Astar và anh em có thể thay đổi cái shape này cho nó giống với lại thằng collider cho nó cho nó tốt ok <laughs> và cái thứ hai anh em để ý giúp tôi là tôi sẽ giới thiệu với anh em luôn đó là chúng ta có một cái là pathfinding đơn giản là nó sẽ định nghĩa cho chúng ta à, nó sẽ tính toán lại cái đường theo một cái chế độ mà anh em đã sử dụng ví dụ như anh em có thể sử dụng never có nghĩa là nó sẽ không tính toán lại cái đường đi này nữa thì trong game của chúng ta con AI nó đang đuổi theo một lần player thì player ban đầu chúng ta nó đang nằm đây thì con quái nó sẽ tự động di chuyển đến vị trí ban đầu của thằng player ha nhưng à, trong khi chơi thì người chơi chúng ta di chuyển thằng player sang một vị trí khác và nếu anh em để ban đầu thì con quái nó sẽ không biết được và khi đó thì chúng ta cần phải tính toán lại cái đường đi để con quái nó có thể di chuyển lại cái nơi mà thằng player đang đứng à, mới là ở đây ha và anh em có thể để mặc định là sau 2 giây nó sẽ tự tính toán lại cái đường đi này Tiếp theo thì sẽ là mua mình à, Đầu tiên là con quái chúng ta nó có thể mua hay không Nó có thể di chuyển hay không <laughs> Thì đương nhiên là có rồi nên là tôi sẽ tích vào đây đó Và tôi sẽ chỉnh lại max speed Cho nó là sẽ là 5 nhé Để cho nó có thể di chuyển nhanh hơn một xíu Rồi à, Bây giờ à, Khi mà anh em chạy a à Chúng ta cũng sẽ phải Uh, tắt cái gravity này nếu như anh em không muốn sử dụng gravity trong game chúng ta Thì game chúng ta là game 2D top down Nên là tôi sẽ không sử dụng cái gravity này, này nhé Và tôi sẽ tắt nó đi Rồi Và khi này thì anh em sau khi mà chạy game thì anh em sẽ thấy một điều tuyệt vời Đó là con quái chúng ta nó sẽ Oh shit quái à nha, yeah. quên mất anh em ạ à. Thì khi này con quái chúng ta đã có thể di chuyển rồi nhưng mà như anh em thấy là con quái nó sẽ không biết là phải đi đâu. Thì anh em có thể thêm một cái component nữa là AI set uh, pass. Ủa, nó là cái gì nhỉ? Setter. Đây, AI destination setter. Uh, đây sẽ là một cái component giúp cho con AI chúng ta nó sẽ biết được là nó sẽ phải đi theo thằng nào và con AI chúng ta nó sẽ phải đi theo thằng player thì anh em kéo thằng player xuống đây này. Đó. Và khi này anh em có thể thấy là con quái của chúng ta nó sẽ tự động nó tìm đường, nó sẽ tránh cái vật cản và nó sẽ tìm đường tới thằng player ha. Ok. Và anh em cũng có thể tránh cái việc là con quái của chúng ta nó sẽ rotation như thế này, nó sẽ rotate khi mà nó bay. Thì anh em có thể tắt cái rotation đi. Đầu tiên là tôi sẽ tắt cái enable rotation đi này. Đó, tôi sẽ tắt nó đi. Và tôi sẽ chỉnh nó lại như ban đầu. Và khi này khi anh em di chuyển À, đi tới một chỗ nào đó, con quái nó sẽ tự động Nó di chuyển theo anh em Và Nó sẽ không Rotation nữa ha Ok <laughs> à, Rồi à, Tiếp theo Thì à, Nó sẽ có một cái nữa là Next Point destination Đây sẽ là à, Khoảng cách Mà nó sẽ tìm đến cái điểm tiếp theo mà nó sẽ di chuyển trong cái bản đồ chúng ta à, ở đây tôi sẽ vẽ cho anh em xem đầu tiên là tôi sẽ bật cái show rap lên này nè đó như anh em có thể thấy là cái bản đồ chúng ta nó sẽ hoạt động theo một cái grid map và nó sẽ có những cái và nó sẽ có những cái ô như thế này đây nó sẽ những có những cái ô thì pathfinder chúng ta nó cũng sẽ hoạt động giống như vậy Đầu tiên là anh em có một cái enemy Và khi anh em tính toán cái đường à, đi ngắn nhất Để nó có thể đi đến thằng player như thế này Thì nó sẽ trả cho anh em về một cái đường như thế này đúng không? Đó, và ví dụ ở đây không có vật cản đi ha Ví dụ ở đây không có vật cản thì nó sẽ trả cho anh em như thế này Và trong trên cái đường này Thì mỗi một cái nút như thế này Nó sẽ là một cái nốt đó, anh em có thể thấy mỗi một cái nút nó sẽ là một cái nốt Và ví dụ như à, nếu anh em xét ở đây là hai ví dụ như con quái chúng ta nó đang nằm đây và cái khoảng cách giữa cái nốt này à, khoảng cách giữa hai cái cái thằng này nè đây là destination nha this à, ví dụ như cái khoảng cách của nó à, bé hơn bằng hai thì nó sẽ biết cái bay point tiếp theo cho anh em là nó sẽ di chuyển tới đây và nó sẽ, tới đây, nó sẽ di chuyển tới đây nó sẽ di chuyển tới đây di chuyển tới đây ok và nó sẽ đi hết cái đường như vậy chứ không phải là nó sẽ đi theo thẳng một cái đường như thế này đâu anh em nha rồi và uh, cái slow down distance thì đơn giản là khi mà nó gần với phần player nó sẽ đi chậm lại và like end reach distance thì đơn giản là uh, nó sẽ quản lý cái việc là khi nào mà anh em cảm thấy uh, nó lại gần cái thằng ấy thôi thằng player thôi và đã xong phần giới thiệu bây giờ tôi sẽ chạy game Ok, và đã thêm AI di chuyển theo nhân vật. Và nếu anh em muốn xem uh, con quái của chúng ta nó sẽ di chuyển như thế nào thì anh em có thể bật cái Gizmod uh, này lên này. Và khi này khi anh em di chuyển, anh em sẽ thấy một cái đường là con AI của chúng ta nó sẽ di chuyển theo cái đường đó. Rất là tốt, cool. Và trong phần này chúng ta đã xong cái phần đó là thêm AI tìm đường uh, đi ngắn nhất cho con AI trong quái của chúng ta. Và ok rất là tốt và cuối cùng thì xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video này và chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ và sẽ cảm ơn mọi người rất là nhiều hơn nữa nếu mọi người có thể like và subscribe cho video của tôi xin cảm ơn